Masters Good Affinity with Sentient Beings, Part 5 of 6 on Between Master and Disciples, given in Olexis or Vietnamese on November 11, 2018 in Sihu, Taiwan, also known as Formosa. Good, huh? Everything okay, huh? Ở lạc hả? Ở lạc hả? Hồi nãy có thể nghiệm gì tốt không? Ok hả? Nếu không có thì ngồi ngồi thiền thêm. À, còn ở đây hay là đi về? Còn ở Đài Loan hay đi về? À, ở lại hả? À. Ừ. Ở lại chạy chỗ đây không có gì tốt hết. À, đi về đi về Cao Hùng hả? Ê sư phụ. Ai? Con có điều này quan trọng sư phụ. Ok. À, con của con à. Đồng tu mà mới đây bị tai nạn mất đó. À. Rồi con có đau lòng. Tại vì thường thường con khuyên người ta ăn chay. I'm sorry. Chánh nghiệp sát. Nhưng mà con của con mới có 22 tuổi mà. Ra đi gì vậy? Con rất là đau lòng. À, nó ra đi rồi nó tự... Nó cái gì giải thoát chứ gì mà đau lòng. Dạ, cầu sư phụ cứu giùm con. À. Con. À. Khỏi cần cầu mà. Dạ, nếu vậy con yên tâm. Nó thoát khỏi tam giới rồi là tốt rồi. Đâu phải sống ở đây mới là tốt đâu. Dạ. Ừ. Tại mẹ nó đau lòng quá, mẹ nó đòi chết hoài. Hiểu rồi, sợ. Hiểu rồi. Biết rồi, làm cha mẹ ai mà không đau lòng hả? Nhưng mà phải nghĩ về cái chuyện, nghĩ về con cái nghĩ theo cái lối tu hành. À, đừng có nghĩ theo cái lối người thường. À, cái người nào mà đi được mình nên mừng cho họ. Yeah. Hiểu chưa? À, cũng như hồi xưa sư phụ đi qua Anh ha, à, xong rồi về thăm nhà trước khi mà đất nước thay đổi chính sách đó, sư phụ có về thăm nhà, ông già ông la, ông nói ai cũng muốn đi ra, mày đi về làm cái gì? Thành ra ông biểu sư phụ đi ra thì đi về lại Anh đi, đừng có ở đây. Khi mà ông già của sư phụ biểu sư phụ đi trở về Anh á, không phải là ông không thương sư phụ, không phải là ông không muốn sư phụ ở gần gũi trong gia đình, nhưng mà đó là một tình thương thật sự, một tình thương vô điều kiện. Tại vì ở bên Anh, ông ba của sư phụ biết rằng ở đó có nhiều điều kiện hơn để mà sư phụ có thể phát triển ở mọi phương diện, trở thành một người công dân có hữu ích cho xã hội, cho quốc gia trong lúc đó hơn. Vì hoàn cảnh bây giờ là vẫn còn trong chiến tranh, không có an toàn cho mọi người và không có an toàn cho sư phụ. Không biết khi nào chết này sống mai. Cho nên ba của sư phụ la tại sao mà ai cũng muốn đi ra mà con lại trở đi vô. Thì trở về bên đó đi. Đó là tình thương thật sự. Không có bị ràng buộc bởi cái tình cảm cá nhân hoặc là tình cảm của cha mẹ đối với con cái. Nhưng mà phải đặt con cái an toàn và lợi ích lên trên cả tình cảm thương mến của cha mẹ. Như vậy mới đúng là một người cha mẹ rất là cao quý. Hiểu chưa? Dạ. À, nếu mà mình thấy được con mình nó lên những cái cảnh huy hoàng đó, mình đâu có muốn nó trở lại không? Dạ không. Không, thì dĩ nhiên vậy, tại mình bị mù, mình không thấy. Vì cái thân thể này che lấp không thấy. Chứ nếu thấy được mừng muốn chết luôn á. Mừng muốn chết theo nó rồi đi lên chỗ sướng hơn. Nhiều người người ta cái vận chết giả đó, ở chết cái chừng 20 phút 30 phút đó, nó trở về người ta khóc hoài à, người ta không có muốn ở đây nữa. Đi có mấy chục phút thôi đó mà lên thấy những cái cảnh mà không phải là cảnh giới, mà như con của nhà ngươi bây giờ đâu, ở cảnh giới thứ 4 đó. Thứ 4 mà 4 trung gian nữa hả? Hiểu không? Yeah. Nó ba cấp cái cấp tháp, rồi cấp chính giữa, rồi cấp cao đó. Nó ở chính giữa là tốt lắm rồi. Bao nhiêu người tu hành cả đời đâu có được như vậy đó. Tu hành mà không đúng cách đó, không có được như vậy. Rồi ok. Cảm ơn sư phụ. À, không có gì, không có gì. À, thì bây giờ nói sư phụ mới vừa mới thấy. Ok. Yeah, cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ. It's ok. Cũng mừng lắm. Come here. Come here. Cũng mừng lắm sư phụ ơi. Okay.
Thôi, để nó đi cho nó yên, ok? Sao cực? Cha mẹ nhớ con cái hả? Bà dạ, bà xã có đây không? Dạ, dạ không có qua, chưa qua được. À, mai mốt rảnh thì cho bà qua, ok? Dạ, cậu cảm ơn chú nhiều lắm. Không có gì. Làm cha mẹ thì dĩ nhiên lưu luyến con gái chứ ai mà không lưu luyến, phải không? Tại nhất thời nó đi, con không biết nó về đâu chú phụ ơi. Chờ quá. Sợ có tu hành sao không có về đâu. Bởi con hy vọng lần này gặp chú phụ, mà sao gặp thiệt, không mừng lắm chú phụ. Ok, ok, thôi ok. Cảm ơn chú phụ, còn lại chú phụ. Không có sao, không có sao. Cảm ơn chú phụ. Bà xã nó trên đó còn tốt hơn ở dưới này. Dạ. Người nào mà đi được thì mình nên mừng cho họ, phải không? Dạ, dạ. Cũng như sư phụ từ Anh này đi về nhà đó, ông già ông la, tại vì ông biết nước Anh, ông biết cái thế giới này là nước Anh là nước gì, rồi đi qua đó nó tốt hơn là nước hồi đó chiến tranh, dạ, phải không? Dạ. Thì ông mới nói như vậy, phải không? Chứ tại mình người phàm tu hành bị cái thân thể nó che khuất, không có thấy được cái cảnh giới bên trên. Dạ, dạ. Chứ trên dưới trên đó thấy được mừng mừng cho nó chứ. Dạ, còn cảm ơn cho mừng nhiều. Mấy cái người mà mới chết chừng 20 phút mà chỉ có được lên thánh giới Atula thôi á, mà mừng thôi, mừng mà sung sướng lên, nó gặp bạn bè bà con ai cũng trở thành xinh đẹp trẻ trung hết, những người mà què hoặc gì đó cũng thành lành lặn hết, trẻ trung đẹp hết, cứ sung mừng ở trên đó sung sướng cõi đời, không có cảm thấy phiền não gì đó, cái bị vì nghiệp chướng chưa hết á, trở lại thân thể trở lại còn sống tiếp, về nhà khóc hoài, ngày nào cũng khóc đó. Không có muốn ở lại đây nữa, muốn trở lại cái thế giới kia mà trở đâu có được. À, trên đó họ nói cái thời gian của nhà ngươi chưa có đến, đừng có quỳ đau chân, ngồi dạ, ngồi đi, đi. Ngồi, dạ. Ok, ngồi xuống đi không sao đâu, ok. Thì họ nói là thời gian của nhà ngươi chưa có đến, ngươi phải trở về trả hết nghiệp, phải làm việc cho thế giới, rồi chừng nào nghiệp chướng hết rồi mới được lên trở lại, về nhà khóc hoài. Bao nhiêu người mà mấy người không có đọc mấy cuốn sách mà những người chết đi sống lại đó hả? À, có chứ hả? Đọc đi, đi kiếm mà đọc nha. À, những người mà chết rồi sống lại đó, mà y học không biết giải thích được á. À, người nào về nói cũng giống giống cơ đó, đi qua một cái đường hầm rất là sáng, rồi đi lên cái cảnh giới kia, wow, đẹp vô cùng đẹp. Mà mấy người đó không có tu hành gì cả, à, chỉ lên là nhiều nhất cũng là thế giới thứ nhì thôi. À, lên như cảnh giới Atula thôi mà về nhà mừng khóc hoài, không có muốn ở đây nữa, nhưng mà phải ở vậy thôi, tại cái nghiệp còn ở, hoặc là vì về lại tới đây có những cái việc gì phải làm, còn những cái công tác phải làm đó. Người nào trở về cũng nói ông giống giống cỡ đó. Con muốn hỏi sư phụ, hôm nay tâm vấn xong con chỉ muốn ngồi thiền, bây giờ con không muốn làm việc gì nữa thì làm nào? Thì ngồi thiền cho đã đi rồi mai mốt về làm, ok? Dạ. Chị hai cũng muốn đi trốn hoài à? À, tôi cũng đâu có muốn làm việc gì đâu. Nhưng mà phải làm chứ, làm việc cho thế giới mình nó tốt đẹp hơn, ok? À. Thêm một người tu hành về thí dụ về Việt Nam thì đem lại thêm cái ánh sáng và phước báo cho nước của mình. Dạ. Nữa. Dạ. Chứ ai cũng ở trong hết đây á, rồi Việt Nam bỏ hả? À, ai chết cũng kệ hả? Cảm ơn sư phụ ạ. Này con được truyền tâm ấn, nhưng mà đến buổi con ngồi truyền ngồi thuyền ánh sáng ấy, thì cứ có người đưa con túm hai đầu con lên, không biết là như thế nào, nghe là con nghiệp chướng. Nghiệp chướng. Nhớ niệm năm vị hồng danh hoài, dạ. Ok, để bảo vệ cho mình. Hoặc là nếu mà sợ quá thì kêu sư phụ, ok? Nếu kêu hoài bà nhức đầu. Ý sư phụ nói là những người không tu hành gì hết mà lên nó chết đi đó, mà trừ những người đi địa ngục là khác. Địa ngục họ về họ cũng nói chuyện khủng khiếp lắm. Những cái chuyện mà địa ngục du ký đó, còn thiên đàng du ký đó, thì những cái người mà tu hành chưa có bao nhiêu đó, không có tu gì cả, mà những mà họ lành đó, họ hiền lành đó, họ chết giả một thời gian thôi, mà họ đi lên những cái cảnh giới Atula thôi á, mà đẹp mà mừng mà vui, trên đó vui lắm, trên đó họ vui hơn dưới này chứ. Không có tự do, không có cần ăn uống, không có cần giận dỗi gì ai, cái gì cũng đẹp hết. Thành ra về đó mà còn nhớ lại những cảnh đó, những người về đó vẫn còn nhớ như thường. Thành ra họ khóc lóc hoài, ngày nào cũng khóc cả mấy tuần đó. Không muốn làm ăn gì nữa, muốn đi trở về thiên giới thôi. Mẹ nó nói là 49 ngày này là xong là mẹ nó sẽ hiến xác. Con sợ, con không có cái căn cứ gì để khuyên. Nói với bà chết kiểu này không có tốt. Chết như vậy là mình không có được lên cao đâu. Tức là mình hủy hoại cái thân thể mà trời đất
cho mình đó. Là cái này là cái kêu bằng cái chùa đó, cái chùa và cái nhà thờ đó, không có được hủy hoại tầm bậy như vậy được. Tại mình đi lại mình đâu có thân, mình sinh ra mình đâu có cái gì đâu, không có làm gì được ai hết. Ăn uống của thế giới mới được cái thân thể này mà tự nhiên hủy hoại như vậy là mang tội, không có lên được, hiểu không? Nó để cho nó đi bình yên, mai mốt mình đi rồi cần gì mà gấp cái gì. Trước sau gì cũng đi. Con cảm ơn sư phụ. Sư phụ cho con hỏi. Hỏi đi. Dạ, khi con ngầu thiền con nhắm mắt lại sao nước mắt của nó cứ chảy hoài, nó không ứng nước được. Buồn hay là sao? Dạ không có buồn, nhưng mà con mừng quá. Mừng thì khóc gì đâu. Sư phụ nói rằng ngày 3 tháng 4 là ngày vinh danh văn nghệ sĩ. Sư phụ nói nếu muốn gặp sư phụ thì qua gặp, mà ngày hôm nay là con đã ước nguyện đã đến, đã gặp được sư phụ. Mừng thành khóc dạ, hả? Cũng mừng. Thì ok, không sao đâu. Khóc thì nó cũng rửa nghiệp mình, không sao đâu. Dạ, dạ. Rửa mắt, ít nhất là rửa mắt. Chứ nếu không phải ra ngoài mua mấy cái thứ, nhiều khi người ta bán cái thuốc mà rửa mắt đó không? Nó cũng giống nước mắt của mình á. Như khi nhiều nước mắt mình bị cay gì đó, người ta bán cái thuốc mình nhỏ vô. Khóc tự nhiên có tự khỏi mua thuốc. Rửa mắt. Con cảm ơn sư phụ. Chúc sư phụ chúc mừng nha. Dạ. Con ăn chay mà chồng con đuổi đánh đi, xong là đổ hết nồi niêu xong chảo của con. Sư phụ chỉ dùm con cho con biết đường, nói mà trèo khổ quá suốt ngày con. Tại sao phải nồi niêu xong chảo đổi đi? Vâng ạ. Rửa sạch sẽ rồi dùng chứ. Không ai ngờ cho con ăn chay mà suốt ngày con mơ sư phụ mà. Hả? Không ai đồng ý cả. Không ai đồng ý cái gì, không hiểu gì hết. Không đồng ý ăn cho con ăn chay, đổ hết nồi niêu xong chảo của con đi. Ai không cho đồng ý, không hiểu gì hết. Chồng con đi thế này là con nói dối, nó con đi chữa bệnh đi. Hiểu rồi. Dạ. Không thì trốn, chứ không thì chồng con không quan, con không chồng đi. Không cho hả? Vâng. Chồng gì mà ác vậy hả? Chỉ dùm cho con biết đường bên làm vợ chứ đâu phải làm nô lệ đâu. Em hỏi ông, tôi làm vợ ông hay là tôi làm nô lệ của ông? Hả? Dạ. Ai à? Con năm lần chứ. Năm lần? Dạ. Lần sau năm lần, lần sau? Lần này với là lần cuối cùng là được đi. Mua vé rồi, thứ hồi rồi. Hai lần xong rồi lại quay về. Hai lần. Tội nghiệp. Tội nghiệp người Âu Lạc. Tại vì hồi xưa mà nước Việt mình á, bị cái bằng chiến tranh hoài đó. Rồi thế nào cũng có những cái liên lạc cộng nghiệp với nhau. Những cộng nghiệp ác đó, mình không có nhớ được. Hiểu không? Nó đi về cho nó đi nha. Đừng khóc nữa, cản trở. Dạ, con cảm ơn trong bụng. Không sao. Đừng khóc nhiều, cản trở nó lung lay ở trên. Nó chạy xuống nữa, mất công nó, tội nghiệp nó. Dạ, ok. Tại nhất thời con đau lòng quá. Hiểu rồi. Thì nói về nói với bà vậy đó. Dạ. Khóc lóc hoài làm cản trở nó, nhiều khi nó chạy xuống nữa rồi cứu nó được không? Dạ. Lên được rồi là đi lên luôn, đừng có cho xuống nữa, hiểu không? Dạ. Kinh Phật có dặn mà. Dạ. Kinh Phật có dặn người nào mà qua đời đó thì mình phải kêu, hồi đó mà Phật còn sống đó mà, kêu tăng lại niệm kinh tụng kinh đặng cho cầu nguyện cho họ linh hồn siêu thăng. Chứ không có được khóc lóc mà buồn bã nhiều, cản trở cho cái sự đi lên của họ hoặc là kéo níu họ, hiểu chưa? Tại vì linh hồn họ rất là linh cảm, bây giờ họ hiểu hết, họ biết hết. Mình làm vậy họ cũng đau lòng, họ trở lại rồi mất công à. Trở lại sinh ra rồi nghiệp nữa rồi. Biết bao giờ mới biết sư phụ còn sống nữa không mà gặp sư phụ nữa, hiểu chưa? Biết có tìm được minh sư khác hay là con không? Bây giờ chỉ bám theo sư phụ thôi chứ đâu. Hiểu rồi. Con của mình cũng không phải là của mình. Tại mình sinh nó ra mình nghĩ là nó của mình. Không có cái gì của mình. Mình sinh ra đời mình có cái gì đâu mà kêu bằng của mình. Anh sinh ra anh có đem con theo không? Không. Anh đẻ ra, cái lúc má anh đẻ ra anh có con ở bên mình hay không? Dạ không. Có quần áo vàng bạc châu báu gì không? Dạ không. Có đem cái gì tới thế giới này không? Dạ không. Không. Mà chân đi thì cũng vậy thôi. Mình đi mình lại thì không, đi thì không. Có gì mà của mình đâu. Dạ. Tại vì mình thương thì mình nghĩ như vậy thì đúng rồi. Cha mẹ ai không thương con, người nào không thương con mới là khùng hả? Nhưng mà mình tu hành, mình phải nghĩ theo cách tu hành, mình phải biết liễu ngộ cái sự nào đúng, sự nào sai, sự nào mà có lợi ích thiệt, sự nào có lợi ích giả.